quốc MediaTek cho laptop 5G. Sau khi từ bỏ mảng kinh doanh chip di động và bán cho Apple, Intel tiếp tục đặt cực vào công nghệ 5G mà không phải bỏ ra số tiền đầu tư quá lớn. Intel vừa công bố quan hệ hợp tác với MediaTek trong việc phát triển, chứng nhận và hỗ trợ modem 5G trên dòng laptop 5G tương lai. Theo thỏa thuận, modem 5G sẽ được MediaTek phát triển và cung cấp. Intel sẽ làm nhiệm vụ tối ưu và chứng nhận công nghệ mới. Những chiếc laptop đầu tiên tích hợp chip 5G mới trong khuôn khổ hợp tác Intel MediaTek sẽ ra mắt thị trường đầu năm 2021, Dell và HP sẽ là những công ty đầu tiên phát triển sản phẩm sử dụng modem này. Modem 5G sẽ sử dụng chip MediaTek Helio M70 thiết kế cho smartphone nhưng được nâng cấp phù hợp với PC và thiết bị truy cập internet di động mà không ảnh hưởng tới hiệu suất. Thời điểm đầu năm 2021 cũng đón chào sự xuất hiện của laptop 5G sử dụng chip Qualcomm. Rất có thể Lenovo sẽ là một trong những công ty đầu tiên sử dụng chip Qualcomm cho laptop 5G.